an táng 7 thi thể trôi giạt vào bờ biển Phú Quốc. Sau khi khám nghiệm và giám định ADN 7 thi thể trôi giạt vào bờ biển Phú Quốc, cơ quan chức năng cho an táng. Chiều 1 tháng 10, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho hay, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm và xác định nguyên nhân tử vong của 7 thi thể trôi giạt vào bờ biển Phú Quốc, cùng với đó là giám định ADN và lưu lại mẫu để đối chiếu khi có yêu cầu xác định danh tính về sau. Sau khi hoàn tất các bước này, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đã cho tiến hành an táng. Số thi thể này được tổ chức nghi lễ chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thành phố Phú Quốc. Do 7 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng, nên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang phải xử lý kịp thời nhanh chóng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng pháp luật Việt Nam. Hiện công an thành phố Phú Quốc vẫn thông báo tìm người có thân nhân bị mất tích thì trình báo với công an thành phố Phú Quốc để xác định danh tính nạn nhân. Trước đó, từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều ngày 29 tháng 9, công an thành phố Phú Quốc và người dân phát hiện 7 thi thể trôi giạt vào bờ biển bãi Trường thuộc ấp Đường Bạo, xã Dương Tơ và khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Đa số thi thể đã trương phình và phân hủy nặng, có những thi thể không còn nguyên dạng. Ngày 29 tháng 9, lực lượng công an thành phố Phú Quốc cũng thu thập được các chứng thư trên các tử thi nhưng vẫn chưa đủ cơ sở xác định danh tính của họ. Các chứng thư thể hiện họ đều là công dân Trung Quốc. We'll be right back.